Mến chào toàn thể quý vị, Hasuko Tetsuji chia sẻ đến với quý vị một ngôi nhà cổ giữa lòng thủ đô được trả giá gần 200 tỷ đồng, một số tiền rất lớn phải không thưa với quý vị. Ngôi nhà tuổi đời 80 năm từng được xây bằng mật trộn muối, vôi, xi măng nên độ bền cao và kết cấu chắc chắn. Nhưng trên màn hình quý vị cũng đã thấy, bỏ lại ồn ào xô bồ tấp nập thị thành, đi vào sâu con ngõ nhỏ trên phố đinh lệch chỉ chừng 10 mét, chúng ta bắt gặp một không gian yên tĩnh, trong lành hiện ra, đó là một ngôi nhà vườn của anh em ông Phạm Ngọc Hải, năm nay ông đã 74 tuổi. Ngôi nhà có tuổi đời gần 80 năm với diện tích 300m², được bố mẹ để lại cho 8 anh em nhà ông Hải, con út của vợ chồng cụ Phạm Văn Thanh và bà Phạm Thị Tề. Đây được xem là nhà vườn xưa của Hà Nội. Ngôi nhà được xây từ năm 1944 dưới bàn tay thiết kế của một kiến trúc sư tên là Phạm Hoàng, một kiến trúc sư nổi tiếng, thuộc thế hệ đầu của làng kiến trúc sư Việt Nam. Mất 3 năm, ngôi nhà mới hoàn thiện được tất cả mọi thứ. Nhà được xây hướng Đông Bắc nên sẽ mát mùa hè, ấm mùa đông. Ngày trước, những ngôi nhà trước mặt chỉ xây một tầng, nên từ tầng 2, gia đình ông Hải có thể nhìn thẳng ra tháp Rùa. Căn nhà còn được thiết kế một lối đi xuống hầm, nơi chứa được khoảng hơn 20 người. Tuy nhiên, đã rất lâu gia đình vẫn chưa mở ra. Theo ông Hải, bố mẹ ông sinh được 8 người con, hiện có 7 người với 10 nhân khẩu sống tại ngôi nhà này. Còn một gia đình anh trai của ông hiện định cư bên nước ngoài, tính ra có 5 thế hệ đang sinh sống tại nơi đây. Khi con cháu lớn lên, chúng tôi chia nhỏ khu vườn ra để xây nhà. Chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc họp đại gia đình căng thẳng, đấu tranh để giữ cho được sự nguyên vẹn của khu vườn, ông Hải chia sẻ. Ông Hải cho biết thêm, ngày trước, gia đình ông là nhà duy nhất ở Hà Nội mở tiệm vàng lá, cũng được xem là gia đình có điều kiện nhất vùng thời bấy giờ. Đi qua hai cuộc chiến tranh, ngôi nhà vẫn giữ nguyên được sự giao thoa giữa văn hóa Đông Tây nửa đầu thế kỷ 20. Phía trên, mái ngói được thiết kế có một kết cấu hình mái vòm. Thầy giáo dạy văn của tôi từng qua nhà chơi mấy lần và phải thốt lên rằng, rất phục thợ ngày xưa, mái ngói như này mà làm cong được, mà lắp ngói được. Ông Hải hào hứng kể về ngôi nhà. Khoảng vườn 120m² trước mặt ngày xưa dùng để trồng chuối và chăn nuôi lợn. Mãi đến năm 1995 thì người chị cả từ Hải Phòng về hưu thì mới xây nhà lên. Nhìn bề ngoài căn nhà chỉ có 2 tầng nhưng vào bên trong có 3 tầng. Tầng 1 và 2 là để ở và sinh hoạt. Tầng 3 là nơi cao nhất của căn biệt thự là điện thờ mẫu Liễu Hạnh, nay được cải tạo thành phòng vẽ cho người chị Nguyệt Nga, năm nay đã 80 tuổi. Diện tích ngôi nhà này trước là 250m², nhưng bây giờ diện tích thu hẹp lại còn gần 200m². Được biết, tất cả nhà cổ thời Pháp được xây với chiều cao 4m2, ngôi nhà ông Hải cũng không ngoại lệ. Tường được trát bằng mật trộn chuối, vôi, xi măng, nên có độ bền cao. Sàn nhà được làm bằng đá trộn cùng các nguyên liệu trên, sau đó xoa mịn, được xây cùng với ngôi nhà nên rất chắc chắn. Nội thất ngôi nhà có những đường nét phong cách châu Âu như trần nhà cao, các không gian được chia nhỏ ra tạo sự riêng biệt. Bên cạnh đó là nét truyền thống với những nếp ngói tỏa xuống hiên, mái cong vút đầu đao. Các vận dụng như nhà vệ sinh, tủ lạnh, bàn ghế được gia đình ông nhập từ Pháp về mà thời ấy rất ít nhà ở Hà Nội có được. Nội thất trong nhà chủ yếu là làm bằng gỗ, nhóm bao gồm lim, xến, tàu và trải qua gần một thế kỷ, ngôi nhà vẫn không bị mối mọt. Đặc biệt, ngôi nhà vẫn còn lưu giữ bộ bàn ghế cổ hơn 100 năm bằng gỗ núc. Ông Hải cho biết, cả Việt Nam, theo ông Hải, chỉ có 2 bộ. Một bộ ở nhà hát lớn và một bộ gia đình ông đang sở hữu có kiểu dáng và được làm từ gỗ này. Bộ bàn ghế được bố tôi đi sưu tầm tận Hồng Kông mua về. Trước kia nó nằm ở tầng 1, được gọi là buồng salon để dùng để tiếp khách. Còn có cả bể cá rộng chừng 5 mét, con báo làm từ đồng đen. Nhưng do tầng 1 hiện đã không còn thuộc sở hữu của gia đình ông, nên hiện bộ bàn ghế đã được đưa lên tầng 2. Diện tích chật hẹp hơn, gia đình chúng tôi đã bán đi 2 chiếc ghế dài và để lại 4 chiếc ghế đơn cho phù hợp. Cũng theo ông Hải, trước kia gia đình sở hữu nhiều nội thất như tủ chè, bàn ghế, những con hổ tượng đồng đen, nhưng do quá trình thay đổi của xã hội nên phải bán dần để chi tiêu. Có thời kỳ tiền đồng mất giá, nhà ông có 8 người giúp việc thì bố ông phải cho nghỉ mất 7 người, chỉ giữ lại 1 người vì kinh tế eo hẹp.
Hiện nay có rất nhiều người hỏi mua cả nhà và nội thất, nhưng gia đình ông Hải thống nhất không bán vì muốn để giữ lại làm kỷ niệm cho con cháu sau này. Có người đến hỏi tôi mua cả nội thất lẫn ngôi nhà, nhưng gia đình chúng tôi nhất quyết không bán, dù có người trả vu vơ với giá 180 tỷ. Tuổi thơ và cuộc đời của tôi đã gắn bó với căn nhà. Đây là căn nhà một tay bố mẹ tôi gây dựng nên, con cháu trong nhà cũng từ đây mà lớn khôn. Ăn nên làm ra, nên giờ có trả giá bao nhiêu đi nữa thì chúng tôi cũng không bán, và ông Hải đã khẳng định như vậy. Và trên màn hình thì quý vị thấy hình ảnh ngôi nhà, thì quý vị nhìn là biết là hình ảnh cổ xưa. Có thể ngôi nhà này về cái vị trí đắc địa là ở trung tâm thủ đô Hà Nội thì chắc chắn là rất là đắt rồi. Rồi nó có cái giá trị về cổ xưa. Nhưng với 8 nhân khẩu mà sống trong một cái căn nhà cổ xưa như thế này thì Hasco thấy là cái điều kiện sống cũng không có được bằng những căn nhà hiện đại như bây giờ. Cho nên nếu là Hasco thì Hasco sẽ bán cái căn nhà này nếu mà giá bán được khoảng 180 tỷ hoặc là 200 tỷ, rồi chia cho 8 hộ gia đình để họ có thể mua được những cái căn nhà hiện đại bây giờ. Cái điều kiện sống nhìn nó sẽ đẹp hơn và sẽ thoáng mát hơn. Mặc dù về cái diện tích đất ở đây và cái vị trí đất ở đây thì đương nhiên là tấc đất tấc vàng, nhất là đất ở thành phố Hà Nội, nhìn ra lại còn thấy tháp Rùa. Chính vì như vậy nó mới có cái giá lên tới gần 200 tỷ đồng. Không biết ý kiến của quý vị là như thế nào, muốn giữ căn nhà này hay là chúng ta đồng ý với ý kiến của Hasco là bán đi rồi chia cho 8 hộ gia đình, rồi sau đó chúng ta sẽ có cái căn nhà hiện đại hơn, đẹp hơn. Tại vì bây giờ thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái căn nhà mới xây sau này rất là đẹp so với căn nhà này, và cái thời kỳ trước và thời kỳ quá khứ trước thì đây là một cái căn nhà rất là đẹp, nhưng so với thời hiện đại bây giờ thì nó chỉ còn cái giá trị về lịch sử mà thôi. Và cái giá trị nó được trả cái giá cao như vậy là do nó nằm ở một cái vị trí rất là đắt tiền. Thì đấy chỉ là một ý kiến riêng của Hasco mà thôi. Và quý vị có ý kiến gì khác biệt, quý vị hãy comment vào video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau. Cảm ơn quý vị đã xem video. Mến chào toàn thể quý vị, ngày hôm nay channel Hasco gửi lời chào đến toàn thể quý vị và chúc cho quý vị có nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hasco cảm ơn toàn thể quý vị đã lựa chọn channel của Hasco để theo dõi tin tức ở Hoa Kỳ cũng như một số thông tin liên quan đến đời sống xã hội. Và hiện nay ở channel Hasco GBA đã có hơn 80.000 lượt subscriber, còn ở Hasco Vlog đã hơn 15.000 subscriber. Rất là cảm ơn những tình cảm thân thương của quý vị khán giả. Và hiện nay Hasco muốn chia sẻ thêm về một cái chủ đề liên quan đến bất động sản Mỹ. Chúng ta ở đâu cũng vậy, an cư mới lập nghiệp phải không quý vị? Và để tiện cho quý vị theo dõi từng chủ đề khác nhau, chính vì như vậy cho nên Hasco đã tạo thêm một channel mới, đó là Hasco Tất Giật, chuyên về chủ đề bất động sản Mỹ cũng như những thông tin liên quan đến cuộc sống Mỹ. Tiếp theo là Hasco Vlog sẽ chia sẻ đến với quý vị những thông tin về đời sống xã hội. Tiếp theo là Hasco USA chia sẻ đến với quý vị về thông tin về tin tức Hoa Kỳ và tin tức toàn thế giới cũng như một số vấn đề khác liên quan đến di trú Hoa Kỳ. Như vậy, Hasco đã có 3 channel với 3 chủ đề khác nhau như vậy. Với 3 chủ đề khác nhau như vậy, quý vị độc giả, quý vị khán giả có thể lựa chọn để theo những cái chủ đề mình mong muốn. Và rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý vị. Mỗi một cái kích chuột của quý vị làm Hasco có nhiều động lực hơn để làm nhiều video hay hơn. Và khi Hasco chia sẻ về tin tức hay là thông tin về đời sống xã hội, luôn đặt một cái tiêu chí, đó là sự trung thực. Sự trung thực hay là sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Trong quá trình thực hiện video cũng không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý chân thành của quý vị khán giả. Quý vị khán giả có thể liên hệ, có thể gửi mail cho Hasco qua email hasco99a@hotmail.com. Hoặc là đường link Facebook Hasco có để trong mô tả của những video, đó là Hasco. Nick Facebook của Hasco cũng vẫn là tên Hasco nha quý vị. Nếu quý vị thích, xin đừng quên like và subscribe cho channel của Hasco nhé. Quý vị nhớ nhé, Hasco có tới 3 channel. Channel Hasco USA chuyên về tin tức Hoa Kỳ và cũng như một số thông tin về vấn đề di trú.
Tiếp theo là channel Hasco Vlog về thông tin đời sống xã hội. Tiếp theo là channel Hasco Tessert chuyên về chủ đề bất động sản Mỹ cũng như cuộc sống Mỹ. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc quý vị có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau. Now